Việc chăm sóc em bé thì nó có được hòa thuận với nhau không? Em là con đầu á, cho nên không biết gì chân, mẹ cứ kêu đâu thì lấy làm đó. Mẹ thì chị từng ly từng tí à, cứ chỗ nào sai thì chị, nhưng mà được cái nó ngoan, không bao giờ cãi. Con cho nó ăn như vậy, nó ăn vừa phải thôi, đừng cho nó ăn, nó không ăn nữa con đừng ép. Chứ ép rồi chút nữa cũng ra, nó ói cũng như không. Em ăn được nhiều em ăn. Nghe theo hướng dẫn của mẹ chồng để chăm sóc con đúng không? Dạ. Hôm nay đến đây tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu thì chúc cho chú Quỳnh Linh với Lê Lộc dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Tôi tên là Đặng Thị Tuyết, năm nay 58 tuổi. Đây là con dâu tôi. Dạ xin mời chị ạ. Dạ em chào chú Quỳnh Linh, chào chị Lê Lộc, chào anh Dạ. Em tên Nguyễn Thị Trúc Ly, 27 tuổi ạ. 27 tuổi. Mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi chị. À vậy hả? Chắc mình có em bé rồi ha. Dạ. Em con em được 10 tháng. À. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai á, cô cảm nhận về cô gái này như thế nào? Tối hôm đó cũng tối khoảng 8 giờ mấy rồi. Đi họ đi đang nằm ở nhà mọi bữa thì cứ dục biểu chứ. Sao không chịu đem cô nào về đây giới thiệu đi coi đẻ. Má cứ từ từ đi làm gì đâu mà gấp dữ vậy. Không ấy để tao kêu người làm mai cho. Cái nói thôi mai có giờ. Tối hôm sau nhắc về 8 giờ mấy rồi đi làm về cái. Vô cái con chào cô, con chào chú xong cái bắt đầu ấy. Ô con dâu sao mà đẹp. Bé Phụng ơi, anh Long mày đem dâu về đẹp quá kìa. Nhìn nó sao mà dễ thương quá. Cô dễ hỏi vậy chứ. Ủa con năm nay con nhiêu tuổi? Anh nói con 23 tuổi. Con ở đâu? Nói Đồng Tháp. Nói chứ xa dữ vậy. Rồi đây là cô người Bắc mà bây giờ lấy người Nam thì không biết làm sao. Cô nghĩ trong bụng thôi. Cô mới hỏi được có hai câu cái rồi đưa về bên nhà trọ bên đó. Rồi hai vợ chồng ngồi nói chuyện biểu chứ. Trời ơi bây giờ không biết làm sao đây. Lại quen người Nam, đã rể người Nam rồi. Giờ lại quen gặp dâu người Nam nữa không biết làm sao đấy. Thì giờ chịu được con thương đâu mình gả đó. Hay là giờ nó ưng đâu mình cưới đó. Chứ giờ mà mình có ép được nó đâu. Cứ lần nào cũng đến thì cô cũng vui vẻ. Cô cũng hỏi thăm vậy thôi. Còn nàng dâu không biết cái lần gặp đầu tiên mẹ chồng có để lại cho mình ấn tượng gì không? Bữa đó đi uống cà phê với ảnh á. Cái tự nhiên cái ảnh đòi trở về luôn. Chứ anh không hỏi ý kiến gì trơn á. Cái anh chở tới cửa nhà, cái đi vô cũng run lắm. Thấy mẹ sao khó quá. Giờ mặt mẹ khó dữ à. Cái sợ cũng hết trơn luôn á. Không biết nói gì trơn, mẹ hỏi gì thì cứ trả lời cái đó thôi. Xong cái cứ nắm cái áo chồng cứ kêu về về. Phải chuồn về luôn. Dạ. Thành ra là nó ủi sao mới nói mấy câu về rồi đó. Ngày đầu sợ quá hả? Dạ. Sau đó về làm dâu thì sao? Dưới Đồng Tháp thì nấu rất là ngọt. Về nấu mà đưa hoài không biết nấu. Làm bữa cơm rất là lâu. Trời ơi đưa cho bữa cơm sáng mà phải nói là 1 giờ rồi mà vẫn chưa xong. Bữa đó về làm dâu cái sáng để ngủ gì, hai vợ chồng ngủ đến 9 giờ cũng mẹ chồng cũng mà thôi. Ông bảo chứ sao giờ này tụi nó chưa dậy, má mày kêu coi. Thôi kệ nó cho tụi ngủ đi, nó về làm dâu mệt nó cho nó ngủ đi. Ngủ đến sáng giờ mẹ nấu sẵn ăn. Tôi nấu thì nó ăn được hay không không biết, còn nó nấu thì em chồng mà còn chê biểu chứ. Chỉ nấu canh nhưng mà lạt nhất là kho gì. Sao mà cứ đường ngọt 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 khó ăn quá. Tôi cũng biểu chứ con ơi lần sau con nấu sao cho thêm muối một chút hay thêm miếng nước mắm mà đừng có cho đường nhiều. Dạ. Không ăn đường quen, bắt đầu học hỏi thì nấu cũng vừa. Nhưng mà con về làm dâu người Bắc con phải hiểu rồi đó chứ đúng không? Mình bớt đường đi thêm nước mắm vô. Hoặc bỏ đường luôn, chế nước mắm không, chế muối luôn. Có bữa con cũng làm vậy nữa. Ủa vậy đó hả? Có làm vậy luôn hả? Dạ. Rồi ăn được không? Mặn quá mà ăn không được. Trời chín xuống trời. Mình nói làm ai thiệt. Có làm mà giờ rồi cuộc đó hả? Cả nhà không ai ăn được hết. Cái bữa đó cơm ế quá trời luôn. Bố chồng đi ăn mì gói, em chồng đi ăn mì gói. Trời ơi chết rồi. Xong mình ăn luôn. Cái ăn mì gói cái nó đem đổ. Anh nói trời ơi chứ giờ không ăn được. Có hai vợ chồng ăn. Cái chồng biểu chứ trời ơi em ơi em nấu vậy sao ba với mẹ ăn được. Rồi sao chừng nào con mới nấu được? Dạ sanh xong. Khoảng bao lâu? Cả năm á. À. Cả năm luôn. Là mẹ rồi. Cứ nấu cho ăn. Rồi những cái ngày mà không nấu được con làm gì? Dạ con trốn trong phòng. Con trốn hả? Dạ trốn trong phòng á, khi nấu xong cái chồng đấy ra ăn cái là đi ra. Là ai nấu? Mẹ nấu hả? Dạ mẹ nấu. Coi như tới giờ nấu cơm rồi con trốn. Dạ. Cũng hay. Rồi mình thấy có gì hợp nhau cô? Rồi sau này chị thì hai mẹ con rất là hợp mà nhau nấu nướng cái rồi mẹ nấu à nấu cái gì cái này cứ ăn ngon lành rồi con nấu cái gì thì mẹ cũng vừa ăn rồi đó cả nhà. Là hợp với ẩm thực luôn. Còn về nhất là cái mua hàng online. Mẹ cái này đẹp nè mẹ.
ờ mua đi, mẹ mua cho con hay con mua cho mẹ, cái này nó cái nào mà mua nó múc mà không vừa cũng treo lại đó. Hợp nhau gì mua sắm, mua sắm rồi đi siêu thị này nọ cũng rủ nhau đi. Có ngày làm rất là cảm động chú Quỳnh Linh. Ngày sinh nhật của mẹ thì là bữa đó từ trước giờ là nói chung là có mỗi con gái làm cho một lần sinh nhật, rồi tới phiên con dâu về là biết ngày sinh nhật thôi. Cái mẹ đi làm về hai vợ chồng đi chở nhau đi đâu á, ai vậy đi đặt bánh sinh nhật xong mua lẩu về ăn, cái việc chúc mừng sinh nhật mẹ nè. Rất nước mắt mà cảm động về con á. Ủa sao hôm nay mà con nhớ rồi ngày sinh nhật của mẹ, mẹ còn không nhớ nữa. Hai mẹ con có hay tâm sự với nhau không con? Dạ cũng có. Cũng hay buồn chồng cái chạy ra mẹ anh này kia đâu. Là lúc đó là mẹ là người bên ai nhiều hơn? Dạ bên em nhiều hơn. À hả? Không được cái là mẹ với dâu thì là rất là hợp về. Có gì cũng chạy ra là mẹ mẹ hôm nay anh đi nhậu mẹ, kéo nó về, kéo về đây ngay, nói biểu chứ giờ viện cớ biểu em nhức đầu hay là gì, cứ nói đại đi, cho nó về. Về cái mẹ la ha, rồi nói, đó, em cứ nói với mẹ không à, cái gì cũng nói để mẹ la anh. Được cái gì cũng vô mép mẹ không à, có cái chuyện gì lớn bé là cứ vô tâm sự với mẹ. Mẹ buồn hay là gì cái, mẹ, hôm nay mẹ gì mà mẹ buồn, mẹ nói con nghe đi. Cái này hay nè, cái điểm này là rất là thuận lợi, bởi con dâu cái gì cũng tâm sự với mẹ, cho nên mẹ có gì cũng nói với con dâu luôn. Qua cái thời gian ở với nhau 2 năm thì con cảm giác có những cái điều gì mà con chưa hợp với mẹ chồng? Không thấy cái gì mà chưa hợp, chỉ có nấu ăn thôi là chưa hợp. Nấu ăn gì thì hết rồi. Dạ. Đúng không? Còn cái gì cũng hợp với mẹ trơn mà, miễn em sai gì mẹ cũng bỏ qua cho hết. À. Được cái như là ly này thì làm dâu thì cái gì sai là mẹ nói thẳng, nói con ơi cái này con làm không đúng nè. Được cái ai vô trong nhà lớn bé già trẻ gì nhưng không quen hay quen gì vô thì cũng chào hỏi, cũng chào hỏi. Dạ. Rất là lễ phép. Được cái ngoan như vậy, được cái chưa có mang tay mang tiếng, nội bên ngoài ai cũng thương. Không, cô dâu này hiền ngoan mà. Đúng, nhìn gương mặt cũng rất là phúc hậu luôn ha. Một đứa con 10 tháng rồi hả? Dạ. Việc chăm sóc em bé thì nó có được hòa thuận với nhau không? Em là con đầu á cho nên không biết gì chân, mẹ cứ kêu đâu thì lại làm đó. Mẹ thì chị từng ly từng tí à, cứ chỗ nào sai thì chị, nhưng mà được cái nó ngoan không bao giờ cãi. Con cho nó ăn như vậy, nó ăn vừa phải thôi, đừng cho nó ăn, nó không ăn nữa con đừng ép. Chứ ép rồi chút cũng ra nó ói cũng như không. Em ăn được nhiều em ăn. Nghe theo hướng dẫn của mẹ chồng. Dạ, để dạ. Chăm sóc con đúng không? Dạ. Có một cái là con hơi nóng tính á, là cho nó ăn cái nó không chịu ăn, cái là con la hay là đánh nó. Cái ba với mẹ cứ la cái vụ đó. Kiểu em bé thì nó còn ăn ít lắm, nó ăn mà cái rồi dâu này nóng tính cứ la con không mà cái rồi tôi với nó chứ con đừng la nó đâu có biết gì đâu, giờ chỉ có là cho nó ăn được nhiều ăn, còn bú sữa mẹ đi tốt hơn, con cứ cho nó bú đi, con đừng có chăm sóc mà cứ ép nó ăn quá cũng không được. Dạ. Có bao giờ mà mẹ chồng la là con buồn không? Dạ không, tại vì đánh nó xong á, la nó xong á cũng thấy sốc, tại vì nó còn quá nhỏ. Nhỏ quá mà đánh gì con? Dạ mà tại lúc mà sanh xong á cái tự nhiên thấy nóng tính quá. Mới có 10 tháng có biết gì đâu đánh. Dạ. Nó khi mà con la nó thì cũng đâu ai nghe đâu, con nghe thôi mà. Dạ. Thấy không, quan trọng là mình kiên nhẫn khi chăm em bé thôi. Chắc có lẽ rằng con cũng còn quá nhỏ, mẹ chồng cũng nuông chiều này kia cũng còn thương. Dạ. Yêu, nhưng mà con mình lớn chút xíu nữa, rồi con lớn chút xíu nữa thì con cũng phải học nhiều món ăn để nấu cho mẹ chồng ha. Dạ. Thì mình còn ở lâu dài cũng có thể xảy ra vài mâu thuẫn, nhưng cái hay nhất của con là gì? Chia sẻ mẹ chồng. Tôi cảm giác là như thế. Đúng vậy chú Quỳnh Linh, cái gì cũng chia sẻ hết mà. Cô có mỗi thằng trai à? Yeah. Mỗi dâu à, hai gái mà có một dâu thôi. Con một đúng không? Dạ. Thôi giờ con về đây cũng là như con dâu cũng như gái mẹ thôi, chứ mẹ không coi con là dâu. Nếu mà con thương mẹ, coi mẹ như mẹ ruột con á, thì là con cứ nghĩ như vậy đi, rồi đừng có giận mẹ. Còn có gì thì con cứ nói thẳng với mẹ, chứ mẹ không thích bảo con coi. Cái tánh mẹ nóng á, nhưng mà mẹ la rồi mẹ không có để bụng. À, cái hay là cái chia sẻ đó. Hôm nay thì con của cô có gửi một lá thư. Nguyễn Thành Long, quận 9 hả? Dạ. Dạ. Cha, dán kỹ dữ ha. Quyền Linh là người đưa thư và đọc thư thôi. Chào chú Quyền Linh. Trước tiên con chào chương trình. Mẹ chồng nàng dâu đã tạo điều kiện cho gia đình con gặp gỡ để... con đọc đi. Chết rồi, chú đọc không ra, sao con đọc ra đây? Chú già cả mắt cũng không có đeo kính nhìn không ra. Chào chú Quyền Linh. Trước tiên em chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã tạo điều kiện cho gia đình em gặp gỡ nhau. Em tên Nguyễn Thành Long, 30 tuổi. Qua chương trình này em cũng mong muốn mẹ giữ gìn sức khỏe tốt,
bớt làm việc và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Còn vợ em, anh muốn vợ hãy sống tốt và chăm sóc gia đình tốt hơn, yêu thương hai ba con anh nhiều hơn nữa, luôn giữ mãi tình cảm giữa hai mẹ con và mọi người trong gia đình được hòa thuận, mãi như vậy em nhé. Con yêu mẹ nhiều, anh thương vợ nhiều lắm. Em chào chú Quyền Linh và chị Lê Lộc. Chúc hai MC được dồi dào sức khỏe và chúc cho chương trình mỗi ngày phát triển hơn. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, em Long. Chú cảm ơn Long nha. Thương yêu vợ nhiều nha con, bớt đi nhậu đi ha. Cảm ơn con và chúc vợ chồng con hạnh phúc nha Long ha. Rồi hôm nay thì ta cũng đã nói về những cái góc khuất đó và đã nhận ra những cái gì mà mình cần phải làm trong cái thời gian sắp tới. Chú nghĩ rằng con chia sẻ với mẹ nhiều hơn nữa nha. Dạ. Hôm nay con có mong muốn mẹ thay đổi điều gì không? Con thấy mẹ bớt làm lại, giữ gìn sức khỏe, yêu thương con nhiều hơn. Dạ. Thôi mẹ con mong muốn con là mẹ mong muốn con là lúc bớt ngủ lại. Ngủ tới 90 giờ không ạ? Hèn chi nó tròn quay ha. Chúc cho chú Quỳnh Linh với lại cô Lê Lộc được dồi dào sức khỏe. Dạ. Chương trình cho mọi ngày đi lên. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô và gia đình mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Chúng ta sẽ có một cái món quà để dành cho gia đình và gửi tặng cô. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn. Con cũng xin thay mặt chương trình gửi tặng hai mẹ con mình Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là cân điện tử Yakio. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-trong-1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care For gắn kết yêu thương hương thơm còn mãi. Một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn hai mẹ con đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn chú Quỳnh Linh với lại Lê Lộc. Dạ. Cảm ơn khán giả. Dạ.